Anh chị nào thắc mắc tấm ốp gỗ nhựa thi công có khó không thì hãy cùng theo chân Kim Hoa xem ngay công trình này nhé. Đầu tiên thì trước khi thi công, các anh thợ sẽ hàng bên dưới một khung xương bằng sắt mạ kẽm với khoảng cách giữa các khung xương là 50cm. Công trình nào cũng thế thì các tấm ốp sẽ được đo, cắt với kích thước tương ứng. Lưu ý là với hai vị trí góc cột ngoài cùng vì có mặt bên nên là thay vì chúng ta dùng nẹp V để che đi phần mép nối thì các anh thợ sẽ cắt góc 45 độ ở mỗi tấm ốp như thế này đây ạ. À. Và rồi cũng tiến hành lắp từ dưới lên trên bằng các thao tác: lắp tấm ốp, bắt vít cố định, lắp tấm kế tiếp để che đi hèm của tấm trước. Khi hết phần cột thì đến mặt ngang cũng như thế. Cũng lắp từng tấm, bắt vít rồi lắp tấm tiếp theo vào, gia cố thêm lực búa cao su để chúng khít hơn. Như thế thì chúng ta thi công cho đến hết khu vực là xong. Đơn giản đúng không các anh chị? cảm ơn đã theo dõi video tôi là kim hoa đến từ cosmos việt nam